tiên nhìn thấy Hemora thì lúc đó Phúc đã cảm thấy rất là thích rồi. Và khi sử dụng thì mình thấy yêu là vì dòng sản phẩm này nó có một cái gì đó rất là thanh lịch, nó rất là mềm mại, nó rất là phụ nữ. Nhưng mà về cái tính năng mà tạo ra mùi hương của cơ thể thì lúc đầu á, khi mới sử dụng Ốc cũng hoài nghi lắm. Tại vì Ốc nghĩ rằng làm sao để mà tạo ra cái mùi hương tự thân cho cơ thể được. Nhưng mà đến khi sử dụng rồi thì mình thấy rằng là cái mùi hương mà mình cảm nhận được từ cơ thể của mình á, nó còn nhiều hơn là cả mình kỳ vọng nữa. Và với phiên bản mới nhất này thì cái việc mà lưu giữ mùi hương trên cơ thể của bạn á, nó còn tăng gấp đôi tác dụng so với phiên bản cũ. Viên uống Hebora Remium đến từ Nhật Bản. Đây là một cái viên uống tạo mùi hương tự nhiên cho cơ thể của mình, giúp cân bằng nội tiết tố sinh lý ở người phụ nữ. Điều mà khiến Hebora là một sản phẩm mà các chị em luôn trân quý, đó chính là bởi khả năng nuôi dưỡng sắc đẹp từ bên trong cơ thể. Và Trúc đi quay cả ngày luôn nha, không hề sử dụng nước hoa mà hương thơm của mình nó vẫn lan tỏa một cách cực kỳ nhanh chóng và không hề có một mùi gì khó chịu gây ra cho cơ thể, làm cho Trúc tự tin hơn khi giao tiếp và đi làm việc. Mùi hương của nó giống như là in sâu ở trong da thịt của mình vậy đó, nó cứ thoang thoảng rất là dễ chịu, chứ không có nồng nàn, không có bị mà gắt mà khó chịu đâu. Ngay cả khi mình đổ mồ hôi mà cái mồ hôi của mình nó vẫn thơm chứ nó không có hôi nha mọi người. Nói chung là về mùi hương thì Kali khá là ưng, Kali rất là hài lòng về Hebora. Cái Hebora ở thế hệ 2 này, Thúy lại tin rằng cái sự cải tiến của nó càng ngày càng giúp cho những cái vấn đề về mùi cơ thể hay là nội tiết tố của mình sẽ được giải quyết triệt để, làm cho cuộc sống vợ chồng ngày một hạnh phúc và thăng hoa hơn. Nhờ thành phần hoa luli mà nội tiết của Kali cũng thay đổi rõ rệt, rất là ổn định. Những cái nốt mụn mà do mình thức khuya ăn đồ nóng rồi da của mình nó cũng mịn màng hơn. Nhưng mà cái này hơi nói thì hơi ngại ngại một tí xíu, nhưng cũng phải chia sẻ luôn để cho các chị em mình biết là vấn đề vợ chồng bây giờ thì mình cảm thấy thăng hoa hơn, nước nôi đồ nó trơn tru hơn chứ nó không có còn khô hạn như ngày xưa nữa. Nói chung là cái vấn đề về nội tiết tố thì Kali phải chấm Hebora là 10 trên 10 nha mọi người. Hebora làm cho Trang cảm thấy là mình tự tin hơn rất là nhiều. Một cái điều mà đối với Vân Trang, Trang cảm thấy đặc biệt hơn hết đó chính là mình cảm nhận được cái nội tiết tố bên trong cơ thể mình nó thay đổi từng ngày một khi mà mình sử dụng Hebora. Và những cái lúc mà mình gần gũi với lại ông xã của mình thì mình cũng cảm thấy là nó được thăng hoa hơn, cảm thấy là cái hạnh phúc của mình nó được nâng lên gấp bội. Hebora này á nha, là ngủ ngon nè, da đẹp căng bóng hơn, không có bị stress nữa, nói chung là lúc nào cũng yêu đời hết.